Quan trọng nói về cái việc là nó sẽ thuận tiện hơn hay không. Bạn thấy là LG G3 có màn hình 5,5 inch, tuy nhiên thì kích thước của nó lại chỉ tương đương với lại Galaxy S5, nhỉnh hơn một tẹo về bề ngoài một thôi. Bạn thấy là khi Galaxy S5 có kích thước màn hình là 5,1, đặt lên G3 thì nó hầu như là tương đương với nhau, không tạo ra sự khác biệt nhiều. Chính vì thế nên G3 là người chiến thắng trong cái cuộc thi là về cái thiết kế bề ngoài. Tại vì nó đem lại cho chúng ta một cái kích thước màn hình lớn nhưng mà có cái bề ngoài nó lại tương đương với những cái sản phẩm có màn hình 5 inch. Vì thế nên người dùng có thể thoải mái cầm trong tay, dễ chịu và không bị cấn. Với Galaxy S5 thì điểm nhấn lớn nhất của nó đối với thiết kế bên ngoài đó chính là việc nó sẽ có khả năng chống nước, chống bụi theo tiêu chuẩn IP67, điều mà chiếc G3 sẽ không có. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phần màn hình. Các bạn đã thấy là đây là ba cái gam màu mặc định của mình là màu trắng, màu vàng và màu xanh. Bên màn hình của Galaxy S5 nổi bật hơn hẳn với gam màu vàng và màu xanh. Ai cũng hiểu rằng là màn hình của Samsung là thường thiên về màu xanh, thậm chí là còn ám xanh. Và với màn kể cả những gam màu khác như là màu xanh lá cây cũng vậy, những gam màu còn lại, Galaxy S5 màn hình rất là rực, nó tạo cho chúng ta cảm giác nó sống động và rất là thích mắt. Tuy nhiên thì không phải là G3 không xảy ra vấn đề. Màn hình G3 thì lại hơi ám vàng. Khi các bạn vào các trình duyệt như là lướt web, đặc biệt là về ban đêm, mình thấy là màu vàng thì hiện ra rất là rõ trên cái nền trắng, thì khiến cho chúng ta ban đêm sẽ nhìn dễ chịu hơn, đỡ bị mỏi mắt. Tuy nhiên thì các bạn thấy là một màn hình ám vàng, một màn hình ám xanh, thích ám màu nào thì các bạn sẽ lựa chọn cái màn hình đấy. G3 tuy nhiên thì không phải là một trong những cái thiết bị hiển thị màu chuẩn, mà nó cũng là một sản phẩm có đưa ra những cái màu sắc rất là nịnh, tương tự như là màn hình AMOLED của Samsung. Các bạn thấy ở cái gam màu đỏ này và màu da cam thì thường là màn hình của G3 hay bị đẩy mạnh lên khiến chúng ta mất cả các những cái chi tiết. Các bạn thấy những cái hình ảnh này xảy ra khá là thường xuyên. Đó. G3 có bị hiện tượng là sai lệch màu đỏ và màu da cam. Ở giữa hai tông màu này, kể cả màu hồng, thì nó thường hiển thị rất là đậm. Có một yếu tố mà G3 thua đứt đuôi Galaxy S5, đó chính là khả năng hiển thị ngoài trời. Hiện nay S5 nằm trong top những sản phẩm có khả năng tương phản ngoài trời tốt nhất. Trong khi đấy G3 lại nằm trong gần trong những danh sách bét bảng, khiến cho G3 ra nắng hơi khó nhìn. Lúc ra nắng ấy, các bạn nhìn vào G3 sẽ hầu như là nhìn thấy bản thân mình ở trong gương nhiều hơn, thay vì nhìn thấy những dòng chữ trên máy. Nói chung là G3 để mắc sáng thì ra đường ở điều kiện ở Việt Nam vẫn có thể nhìn khá, nhưng mà so sánh thì không thể bằng S5 được. Cái điểm mà G3 hơn đứt S5 chính là về cái mật độ điểm ảnh. Hiện nay G3 của chúng ta có màn hình QHD, tức nghĩa là độ phân giải 2K trên các màn hình 5,5 inch, và nó có mật độ điểm ảnh cực kỳ cao, khiến cho có độ sắc mịn. Khi các bạn lướt web, các bạn xem các dòng chữ hay là các bạn xem phim, trong tương lai khi chúng ta có nhiều nội dung game phù hợp với độ phân giải 2K thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Như vậy rõ ràng là G3 khi ra mắt sau cũng đã là một bước tiến công nghệ vượt xa hẳn so với Galaxy S5 mà chúng ta lúc này Samsung vẫn chưa có màn hình 2K. Cái yếu tố tiếp theo là mình sẽ so sánh về hiệu năng. S5 hiện nay của mình là đang chạy cũng vi xử lý 801, tương tự như là chiếc G3, và bộ nhớ RAM của S5 thì chỉ có 2GB, còn G3 thì có 3GB RAM phiên bản chính hãng tại Việt Nam. Mình đã thử vào game Advan 8 xem là sản phẩm nào sẽ có load game nhanh hơn. Rõ ràng là mình rất là thích cái thiết kế của G3 này. Mặc dù là 5,5 nhưng mà mình cầm tương tự như là 5 inch trên 5,1 trên cái chiếc Galaxy S5 đều có thể sử dụng một tay thao tác đến những cái vị trí tương tự như vậy. LG có một thiết kế cái viền móng rất là sexy. Đó, Galaxy S5 vào game Advan 8 trước so với G3 khá là rõ ràng. Bây giờ mình thử qua một số game khác nhẹ nhàng hơn. Như vậy các bạn có thể thấy là trong cái bài test này, ta thấy Galaxy S5 và G3 không tranh nhau nhiều lắm về hiệu năng. Rõ ràng vi xử lý 801 bây giờ vẫn đang rất là hiệu quả trên cả hai thiết bị này. Tuy nhiên thì G3 có một điểm mạnh lớn hơn mà Galaxy S5 phải thèm muốn, đó chính là về bộ nhớ RAM. Với 3GB RAM thì G3 khi chạy đa nhiệm về sau nó sẽ thoải mái hơn. Bây giờ thì là so sánh về phần mềm. Với S5 nổi bật nhất về phần mềm của nó chính là cái cảm biến phía sau. Chúng ta sẽ có cảm biến đo nhịp tim, và mặt trước này là có cảm biến vân tay. Tuy nhiên thì G3 là cái sản phẩm mà mình đánh giá cao hơn về phần mềm và tính năng, chứ không phải là Galaxy S5. Những cái tính năng với S5 thì nó hơi kén người dùng, tùy người với cần đến. Còn với G3 thì nó nổi bật với những tính năng rất là hữu ích trong cuộc sống. Ví dụ như là 3 phím cảm ứng thì G3 cho phép chúng ta tự động ẩn đi được 3 cái phím này, hay là knock on và knock code. Bên cạnh đấy G3 cũng có cái tính năng điều khiển từ xa, nhưng khác với S5 thì điều khiển từ xa của G3 có thể học được từ chính các thiết bị điện tử trong gia đình, như là điều khiển bằng quạt này, điều khiển điều hòa v.v. rất là ngon. Đó, thì cả hai sản phẩm này đều mình đã có những cái bài nói về cái phần mềm cũng như là đánh giá chi tiết riêng rồi. Về camera là một cái mà các bạn sẽ rất là quan tâm. Camera của hai sản phẩm này thì cái chiếc LG G3 và Galaxy S5
Có thể nói đây là một trong những cái bài so sánh đem lại cho mình một cái sự quyết định khá là dễ dàng. Khi mà hai thiết bị này khi so sánh chụp ảnh đều đem ra những cái nước ảnh giống nhau rất là nhiều, không tạo ra sự khác biệt quá lớn. Có một điểm chúng ta nhận ra đầu tiên đó là cái góc chụp của Galaxy S5 rộng hơn, lấy được nhiều chi tiết hơn. G3 chụp ảnh gần như là rất là hẹp, nó chỉ phù hợp với cái việc là chụp ảnh riêng cá thể hoặc là chụp hai người. Còn nếu mà muốn chụp phong cảnh hoặc là chụp đông thì Galaxy S5 là sự lựa chọn tốt hơn. Ở đây thì có một điểm rất dễ nhận ra, đó là chi tiết của Galaxy S5 ngon hơn. Vì thế nên mà khi mà mình zoom vào ở đây, bạn thấy là trên S5 sẽ nhìn thấy rõ giá, thậm chí là mã vạch của sản phẩm, còn G3 thì không thể nhìn thấy được. Gam màu sắc của hai máy thì đem lại khá là đồng đều, cái bầu trời trong bức ảnh này cũng vậy. Có thể nói là trong những điều kiện đầy đủ ánh sáng thì cả S5 và cái chiếc G3 này đều đem lại cái nước ảnh giống hệt nhau. Chuyển sang điều kiện chiếu sáng là điều chúng ta quan tâm. Trước đây G2 mình cực kỳ ghét chụp chiếu sáng thì vì nó hay bị bệt màu, chi tiết kém. Nhưng lần này G3 thì khác. G3 lúc này chụp có thể ngang ngửa với cả Galaxy S5 trong điều kiện chiếu sáng. Thậm chí G3 có cái độ nhạy sáng cao hơn. Ở một số góc ảnh các bạn thấy là ảnh của G3 có mức sáng tốt hơn, người ta có thể nhìn rõ các vật thể. Ở đây có cái bát mì tôm mình chụp ra điều kiện chiếu sáng, G3 lên nét tốt và xuất sắc hơn. Cái này chính là lợi thế của đèn laser. Thì với cái việc lên nét laser, vì thế nên G3 có thể chạm và lên nét rất là dễ. Còn với S5 lên nét theo pha, lúc này thì S5 của mình thì chụp thiếu sáng rất khó có thể lấy nét được, mà toàn bị ao nét mà thôi. Và thế nên mà G3 lợi thế hơn về ban đêm là khả năng chụp thiếu sáng của mình. Như vậy các bạn đã thấy là nếu ngoài những yếu tố đấy ra thì G3 và S5 đều những sản phẩm chụp ảnh rất là xuất sắc, đem lại một cái mức độ đồng đều với nhau về camera, nên các bạn sẽ không cần phải xoắn giữa hai cái thiết bị này. Quan trọng là các bạn sẽ thích sản phẩm nào hơn. Ví dụ như S5 sẽ có khá là nhiều tính năng camera mở rộng, các chế độ chụp như Beauty Face rồi các chế độ chụp mở rộng chúng ta có thể download từ cái kho ứng dụng Samsung. Còn G3 thì có một cái chế độ chụp ảnh tự sướng với cái kiểu bóp tay vào để chụp ảnh rất là hay. Có hai cái cuối cùng mà mình muốn nói về, đó là thời lượng pin. S5 nổi bật hơn hẳn về G3 về thời lượng pin. Trong cùng một cái bài test, mình sử dụng cả hai máy sạc đầy để test từ ngày hôm qua, thì bây giờ S5 vẫn còn 50%, trong khi đấy S5 mình còn chạy 3G liên tục. Còn với G3 không lắp SIM mà bây giờ chỉ còn khoảng hơn 30%, cho thấy là thời lượng pin của G3 bị ảnh hưởng rất là nhiều từ các màn hình 2K. Còn hơn nữa là Galaxy S5 của mình còn có chế độ siêu tiết kiệm pin để các bạn có thể sử dụng thêm một ngày nữa, trong trường hợp các bạn khoảng 20%, chúng ta có thể nhắn tin nghe gọi một cách bình thường. Galaxy S5 có thể dùng được đến hơn một ngày rưỡi. Còn với G3 thì rất tiếc hiện nay màn hình 2K chỉ dùng được từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng 9-10 giờ tối là phải sạc pin rồi. Cái màn hình 2K chúng ta khá là tiêu tốn pin. Về một điều nữa mà các bạn cần lưu ý là nếu mà giải trí âm thanh thì G3 có điểm nổi bật hơn là nhờ loa ngoài rất là lớn khi nghe nhạc xem phim, đã hơn so với loa của S5, tại vì S5 còn ảnh hưởng bởi tính năng chống nước, vì thế nên màng loa vẫn phải có sự bảo vệ. Như vậy mình đã hoàn thành xong cái bài so sánh giữa hai thiết bị này. Về G3, những cái điểm nó hơn so với Galaxy S5, thứ nhất là về thiết kế, nó tiện gọn, có màn hình 5.5 inch, nhưng mà kích thước gọn lại chỉ tương đương với S5 có màn hình 5.1. Thứ hai là màn hình của nó độ phân giải cao hơn, mật độ điểm ảnh cực cao, màn hình 2K giúp cho khi chúng ta xem ảnh, lướt web, xem phim có trải nghiệm tốt và xuất sắc hơn so với những màn hình Full HD bình thường. Cái yếu tố thứ ba đó chính là về phần mềm, G3 tỏ ra tiện dụng trong cuộc sống cũng như là mọi tính năng thông minh, nó làm ngon. Cái điều thứ tư mà mình muốn nói đó chính là G3 có một camera xuất sắc với khả năng chụp chiếu sáng lấy nét bằng laser cực kỳ nhanh. Đối với Galaxy S5 thì điểm nào sẽ làm nên nổi bật? Đối với Galaxy S5 thì điều tiên nó hơn G3 ở cái việc nó có tiêu chuẩn IP67 chống nước chống bụi. Thứ hai là màn hình da nắng hiển thị tốt hơn, rất là dễ nhìn, còn với G3 thì hơi bị khó nhìn. Cái thứ ba, hiện nay thì với Galaxy S5 của chúng ta thì các bạn sẽ có một số tính năng như là có đo nhịp tim này, chúng ta có bảo mật bằng vân tay. Cái này thì tùy theo nhu cầu của mỗi người. Còn cái thứ tư đó chính là về thời lượng pin. Thời lượng pin của nó tốt hơn so với cái chiếc LG G3 dùng khá là thoải mái. Các bạn có thể sạc pin và sử dụng được hơn một ngày là một điều bình thường. Bên cạnh đấy, camera của S5 thì có nhiều tính năng mở rộng đặc biệt hữu ích trong một số trường hợp các bạn để nghịch với cái camera của mình. Như vậy là các bạn thấy là với hai sản phẩm này đều có những cái điểm vượt trội hơn so với đối phương, và mình hy vọng các bạn sẽ lựa chọn ra sản phẩm tốt nhất đối với nhu cầu của mình. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.